Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, thứ Bảy ngày 16 tháng 11 năm 2024. Hôm nay tôi xin nói về sự lựa chọn của Tổng thống Trump vào trong nội các của ông, mà những nhân vật này nói lên một ý nghĩa mà nhiều người cho rằng Tổng thống Trump đang chuẩn bị một kế hoạch chiến tranh. Chiến tranh từ trong nội bộ cho tới nước ngoài. Đầu tiên thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Florida, là một người ở bên phía của Cuba và bên phía của Nam Mỹ cho rằng ông là người Nam Mỹ, nhưng ông chống Cuba một cách cực đoan. Nên chọn ông làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì Cuba cảm thấy rằng không có an tâm. Người thứ hai á, chọn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là ông Pete Hegseth. Tôi đã có một chương trình về ông Pete Hegseth rồi. Hôm nay miễn nói sâu về ông. Ông là một coi như là thiếu tá quân đội, rồi ông trở về, ông làm chương trình trên đài Fox. Ông tỏ ra là một người rất trung thành với Tổng thống Trump. Và ông được chọn với những khuynh hướng cực hữu như là sẵn sàng tra tấn tù nhân ở tại Guantanamo Bay, hoặc là xin Tổng thống ân xá cho những lính của Mỹ phạm những tội ác chiến tranh, ân xá. Vậy là những quan điểm này, bây giờ Tổng thống Trump chọn ông làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà không chọn các tướng khác. Nhiều tướng nổi tiếng lắm, không chọn, chọn một người như thế. Tuổi khoảng chừng 40 mấy thôi. Ông Pete Hegseth cũng 40 mấy, ông Marco Rubio cũng 40 mấy. Cho thấy là ông sẵn sàng dùng những cái phương tiện không chính thống để mà đạt mục tiêu. Đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Rồi đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trước đây nhiều người nghĩ rằng có lẽ là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Texas là ông Ken Paxton, một người ủng hộ Tổng thống Trump hết mình và cũng có những tương đồng với Tổng thống Trump, thì chắc sẽ được chọn lên làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Mỹ. Nhưng thưa quý khán giả, Tổng thống Trump lại đề nghị một người mà mọi người rất là ngạc nhiên. Tổng thống Trump đề nghị ông Matt Gaetz ở Florida. Chắc quý khán giả cũng còn nhớ việc mà ông Kevin McCarthy, khi ấy là chủ tịch Quốc hội của Mỹ, đã bị một người nộp đơn và xin là trút phế ông Kevin McCarthy. Đó chính là ông Matt Gaetz. Xin lỗi quý khán giả, một số đảng viên dân chủ gốc Việt thì gọi ông này là ông Matt Gaetz, ghét lắm. Vì ông này theo truyền thông cánh tả là có nhiều hồ sơ về vấn đề lạm dụng tình dục với những thiếu nữ mới 17 tuổi, vân vân, và đang bị truy tố. Nhưng thưa quý khán giả, đó chỉ là những tin đồn. Bộ Tư pháp của Mỹ dưới thời Tổng thống Joseph Biden, ông Merrick Garland đã tìm mọi ngóc ngách xem thử có truy tố được ông Matt Gaetz hay không, thì đã không thể truy tố được. Không truy tố được. Nên ông vẫn là dân biểu từ năm 2017 đến nay là hơn 7 năm. Và đó, ông mới từ nhiệm để ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông cũng 40 mấy tuổi. Kỳ này Tổng thống Trump chọn 3 hoặc 4 người trong nội các với những chức vụ rất cao, đều ở tuổi 40 mấy hết. Người thì sinh năm 1981, người thì sinh năm 1985, người thì sinh năm 1982, ở tuổi bốn mấy hết. Không ai quá 47, 48 tuổi. Cho thấy Tổng thống Trump sẵn sàng chọn những người trẻ đầy năng lực và trung thành với Tổng thống Trump để mà, như tôi nói hồi nãy, là có cuộc chiến. Cuộc chiến ở trong nội bộ và cuộc chiến đối với nước ngoài luôn. Chọn ông Matt Gaetz thì rõ ràng đảng Dân Chủ trong mấy năm qua kiếm chuyện với ông mà không làm gì được. Nhất là thời kỳ mà ông Matt Gaetz đề nghị là truất phế Chủ tịch Quốc hội Kevin McCarthy của đảng Cộng Hòa
mà ông Matt Gaetz lại kiếm chuyện. Thì đảng Dân Chủ đã hợp tác với ông Kevin McCarthy khi ấy là chủ tịch quốc hội, tìm mọi ngóc ngách sơ hở của ông Matt Gaetz, tìm không ra. Nên những người mà lo âu là ông Matt Gaetz bị truy tố, xin lỗi, không được. Vì sao? Vì họ đã tung hết chiêu, hết phương thức, hết đòn, moi hết chỗ này chỗ nọ rồi cũng không có. Và bây giờ đó, nếu ông được bổ nhiệm và được chuẩn nhận làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì ông sẽ phản đòn. Ông phản đòn thì ông sẽ moi lại những gì đó, những kẻ thù của ông kiếm chuyện với ông. Nhất là vấn đề ngày 6 tháng 1 năm 2021 mà ông lúc nào cũng tin tưởng vào Tổng thống Trump. Ông cho rằng có những cái vấn đề mà bên phía Dân Chủ gian lận. Chọn ông là rõ ràng là sẽ có nội chiến với đảng Dân Chủ đó. Thứ tưởng tượng quốc hội của Mỹ hiện giờ ở Hạ viện, đảng Cộng Hòa đã nắm đa số 218 ghế rồi. Còn những ghế mà đang đếm, trong đó có ghế của một người Việt Nam đấu với một người Hàn Quốc, tôi sẽ làm một chương trình sau. Đó là ông Derek Chun và bà Michelle Steele ở Orange County, sát suýt sao lắm. Thì đảng Cộng Hòa đã được 218 ghế rồi. Vậy thì các ủy ban là đảng Cộng Hòa nắm hết. Các ủy ban đảng Cộng Hòa đều nắm. Ông Mike Johnson tiếp tục làm chủ tịch quốc hội. Và những ủy ban như là ủy ban về tư pháp, ủy ban về vấn đề mà tiêu chuẩn đạo đức, như ông Jim Jordan làm trưởng ủy ban, thì ông Jim Jordan đã yêu cầu bên phía của đảng Dân Chủ, nhất là công tố viên độc lập Jack Smith, giữ nguyên hồ sơ đó để ông xem. Ông xem xong rồi ông chuyển qua, nếu mà Bộ Tư pháp do ông Matt Gaetz lãnh đạo thì truy tố. Đó, chuẩn bị là như vậy rồi. Người ta đã thấy được cảnh đó rồi. Bổ nhiệm ông Matt Gaetz làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm nhiều người bị sốc, cho rằng ông Matt Gaetz như thế còn có quá khứ này nọ. Thì tôi nói rồi, đó chỉ là dư luận. Bên phía đảng Dân Chủ và những kẻ thù của ông tìm cách moi móc để mà đưa ông ra tòa không có nổi. Có những người nói rằng như vậy ông khó mà được chuẩn nhận bởi Thượng viện. Chút nữa tôi sẽ trả lời câu đó. Rồi đến bà Tulsi Gabbard. Bà Tulsi Gabbard là một người Samoa, là một đảo quốc thuộc địa của Mỹ. Bà sanh ra và lớn lên ở đây, sau đó bà sống ở tại Hawaii. Nhưng mẹ của bà sau này theo đạo Ấn giáo. Và nhiều người hiểu lầm bà có gốc Ấn, nhưng bà không có. Tổ tiên của bà là người Âu Châu hoặc là người địa phương ở Samoa, chứ không phải là người Ấn. Nhưng mẹ bà thì theo đạo Ấn, thích đạo Ấn. Và mẹ bà chọn đặt tên cho các con theo các vị thần của Ấn giáo. Chú Tulsi á cũng là một vị thần trong Ấn giáo nha. Đó, bà Tulsi Gabbard. Bà này lớn lên ở bên Hawaii, mà Hawaii là đảng Dân Chủ. Bà đấu với đảng Dân Chủ từ còn trẻ cơ. Năm bà 21 tuổi thôi, bà là dân biểu của đảng Dân Chủ ở Hawaii trẻ nhất. Bà làm dân biểu rồi bà là người có tư tưởng dần dần bảo thủ lại. Nhất là cảnh mà bầu cử năm 2020, bà thay đổi quan điểm. Bà làm dân biểu của đảng Dân Chủ, đã từng làm phó trưởng đảng của đảng Dân Chủ luôn cơ, chứ không phải là thứ vừa. Từ năm 2012-13 cho tới năm 2020, bà quyết định bà không có ra tranh cử, bà bỏ đảng luôn. Bà là người lúc mà Tổng thống Joseph Biden thắng cử bà ủng hộ, nhưng bà nói có những vấn đề kỳ lắm. Và bà yêu cầu là phải coi những cái hồ sơ về quân sự, tình báo quân sự ở Afghanistan, vì bà cho rằng hình như có cái gì đó.
chính bà và những đảng viên Cộng Hòa như ông Matt Gaetz, như ông Hegseth yêu cầu là hãy ân xá cho ông Edward Snowden vì CIA và những gì đó ở trong quốc phòng của Mỹ làm những cái chuyện tầm bậy, họ lên tiếng là bảo vệ danh dự cho nước Mỹ hơn là gì đó mà bên phía của Mỹ đòi truy tố. Chúng ta đã biết câu chuyện ông Edward Snowden, hiện nay ông và vợ ông đã qua bên Nga và đã xin tị nạn chính trị và cả hai đã được quốc tịch Nga rồi. Thì bà Tulsi Gabbard cùng với ông Hegseth này, cùng với ông Matt Gaetz này, đã từng yêu cầu Tổng thống ân xá cho ông Edward Snowden. Và liên quan đến một người Úc chưa bao giờ đến Mỹ nhưng đã tiết lộ những tin mật tình báo, đó là ông Julian Assange. Và Mỹ đã có những chiêu trò để rồi ông trốn trong tòa đại sứ ở bên Anh. Mỹ tìm bằng mọi cách dẫn độ ông về Mỹ. Chúng ta đã biết câu chuyện rồi, ông đã về Mỹ, ông nhận tội và ông đã trở về Úc. Thì thời gian mà ông Julian Assange ở bên Anh, chính bà Tulsi Gabbard cùng với ông Matt Gaetz, cùng với ông Pete Hegseth yêu cầu Tổng thống Biden hãy ân xá bỏ qua chuyện này. Chuyện WikiLeaks là ai cũng biết rồi. Nếu mà cứ truy tới cùng thì lỗ cho nước Mỹ hơn là làm hại cho ông Julian Assange. Và quý khán giả cũng đã biết câu chuyện rồi. Cuối cùng nội các của Tổng thống Joe Biden đồng ý để mà cho ông Julian Assange tới đảo Samoa nhận tội xong rồi về lại Úc đó. Thì quan điểm của bà Tulsi Gabbard cùng với ông Pete Hegseth và với ông Matt Gaetz như thế, bộ ba này nói lên điều gì? Nói lên là họ sẵn sàng cho nổ tung những vấn đề, cả vấn đề tình báo. Và khi mà nổ tung cả vấn đề tình báo thì coi chừng là những vấn đề của nhiều quốc gia sẽ bị lôi ra. Đó. Vậy thì Tổng thống Trump đã thuyết phục bà Tulsi Gabbard từ bên phía đảng Dân Chủ, rời khỏi đảng Dân Chủ, quay qua ủng hộ Tổng thống Trump kỳ tranh cử này. Và khi mà ủng hộ xong, bà còn gia nhập đảng Cộng Hòa nữa. Đây là một chiêu người ta nói rất là ly kỳ của Tổng thống Trump. Đặc biệt như thế, chiêu dụ được một đảng viên Dân Chủ nòng cốt, từng là phó trưởng đảng của đảng Dân Chủ ở Hawaii, từng là dân biểu của đảng Dân Chủ nhiều năm trời chứ, không phải là một hai nhiệm kỳ, nhiều nhiệm kỳ chứ. Nhưng bà cũng chỉ tuổi 40 mấy thôi. Bà quay qua ủng hộ Tổng thống Trump, bà lên nhiều chương trình phân tích các sự kiện cho rằng là có những vấn đề, nhất là những vấn đề liên quan đến việc mà bầu cử năm 2020 và những gì đó của nội các Tổng thống Biden có lẽ đang là một sự khó khăn cho nước Mỹ. Thế Tổng thống Trump bây giờ chọn bà Tulsi Gabbard, 40 mấy tuổi, làm giám đốc tình báo quốc gia. Tiếng Anh họ gọi là DNI, Director of National Intelligence. Nếu một số khán thính giả chưa quen chữ DNI thì tôi xin nói chữ giám đốc tình báo quốc gia là trên cả CIA. Tất cả các cơ quan tình báo của nước Mỹ là phải báo cáo về giám đốc tình báo quốc gia. Để rồi giám đốc tình báo quốc gia trình các sự kiện cho Tổng thống mỗi một buổi sáng. Cho nên giám đốc tình báo quốc gia còn trên cả giám đốc CIA, trên cả giám đốc của tình báo của quốc phòng luôn. Tất cả các cơ quan tình báo của nước Mỹ là phải trình báo với giám đốc tình báo quốc gia. Vai trò của bà rất là lớn, lớn lắm. Thế đó là liên quan đến bà Tulsi Gabbard được chọn làm giám đốc tình báo quốc gia. Những người quyền lực, chúng ta thấy ông Marco Rubio, thượng nghị sĩ ở Florida, có những quan điểm không có hài lòng với Cuba.
Rồi ông Pete Hegseth từng ở trong quân đội nhưng lại có những quan điểm bảo vệ cho quân nhân Mỹ và quan điểm tra tấn ở tại Guantanamo Bay. Rồi đến ông Matt Gaetz là dân biểu ở Florida nhưng bây giờ chọn làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp để mà lục tung lại những gì liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 cũng như là đối với những kẻ thù từng kiếm chuyện với ông. Rồi đến bà Tulsi Gabbard, như bây giờ là giám đốc tình báo an ninh quốc gia, cho thấy là Tổng thống Trump chọn những người tuổi 40 mấy, trẻ, đầy năng lực, trung thành với ông và có những quan điểm khác thường, nhất là những quan điểm bảo thủ, thì sẽ có mở ngoặc đóng ngoặc là chiến tranh. Chiến tranh ở trong nội bộ nước Mỹ để đối phó với những người Tổng thống Trump từng tuyên bố là những người không trung thành, nhất là những vị tướng ở trong quân đội cần phải được thanh lọc. Ông dùng danh từ rất rõ là purge the generals, thanh lọc các vị tướng ở trong quân đội, loại bỏ những cái gì đó mà ông cho rằng là nguy hại đến an ninh quốc gia và tình báo quốc gia. Và những kẻ phản loạn, ông cho rằng the insurgents vào 6 tháng 1 không phải là những người ủng hộ ông mà những gì đó, ai đó đứng đằng sau cơ. Chúng ta sẽ xem câu chuyện này rất là ly kỳ. Đó là bốn nhân vật ở trong nội các mới của Tổng thống Trump. Câu hỏi được đặt ra, liệu Thượng viện của nước Mỹ có chuẩn nhận những người này hay không? Nếu mà chuẩn nhận Thượng nghị sĩ Marco Rubio thì dễ dàng, nhưng ba người kia không dễ dàng. Dẫu vậy, cứ thường sẽ được chuẩn nhận. Tại sao? Tại vì hiện nay Đảng Cộng Hòa đã được 53 ghế Thượng viện. 53 ghế Thượng viện. Vậy thì có những Thượng nghị sĩ mới, mà những Thượng nghị sĩ này đắc cử là do đi theo cao trào mà người ta ủng hộ Tổng thống Trump, nên họ cũng rất nhớ ơn Tổng thống Trump. 53 ghế, chỉ cần có 51 phiếu thôi thì sự chuẩn nhận được thành công. Nếu mà có 3 Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa coi như là lật phiếu đi, không có chịu, bỏ phiếu trắng hoặc là phiếu trống hoặc là phiếu trống luôn, thì ba người đi thì chỉ còn lại 50-50, phải không? Phó Tổng thống J.D. Vance là người chủ tịch của Thượng viện, có quyền bỏ phiếu, cán cân lịch liệt là thành 51. Quy tắc của nước Mỹ khi mà Thượng viện 50-50 thì Phó Tổng thống là chủ tịch Thượng viện có quyền quyết định ngã về phía nào thì phía đó thắng. Và đương nhiên Phó Tổng thống J.D. Vance từng là Thượng nghị sĩ ở Ohio và là một người có quan điểm giống như những người như ông Pete Hegseth này, giống như bà Tulsi Gabbard này, rồi ở trong lứa tuổi 40 mấy luôn, rất thông cảm với nhau, thì chuyện chuẩn nhận như thế dễ được chứ không phải là không được. Vậy là dễ được thì Tổng thống Trump chọn nội các mới, tôi cho rằng chắc chắn là gồm có ông Marco Rubio nè, có bà Tulsi Gabbard nè, có ông Pete Hegseth nè. Có thể cái chuyện của ông Matt Gaetz thì còn có đụng độ với một số kẻ thù thì dai dẳng hơn. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nghĩ ông Matt Gaetz sẽ được chuẩn nhận làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp của nội các Tổng thống Trump. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.